Các bạn đang tới chương trình Wow Nicole. Bạn muốn chăm lo sức khỏe cho gia đình mình một cách khoa học nhất? Hãy để chuyên gia dinh dưỡng Nicole Hanskin đồng hành cùng gia đình bạn với các bài tập đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi, đồng thời đưa ra những lời khuyên về dinh dưỡng và cung cấp những món ăn hợp lý. Tiếp tục chủ đề cho phụ nữ mang thai, hôm nay Nicole sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài rất là đặc biệt là môn Pilates trên máy Reformer. Pilates trên máy Reformer là phương pháp tập luyện đỉnh cao, phù hợp với mọi lứa tuổi và đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai. Pilates Reformer sẽ giúp thai phụ tăng cường sức khỏe, giảm đau lưng, mệt mỏi và phù nề tay chân. Ngoài ra, bài tập còn giúp cơ thể của phụ nữ săn chắc hơn và giải tỏa căng thẳng khi mang thai. Thì cái môn Pilates trên máy Reformer là hoàn hảo, perfect cho phụ nữ mang thai. Và đồng hành hôm nay với chúng ta là bạn Thảo. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với bài khởi động. Ok, bây giờ là mình sẽ khởi động trên trái banh nha. Giơ bằng tay lên, rồi bằng tay bên kia mình sẽ chống. Ok, rồi từ đó mình sẽ bounce trên cái trái banh. Rồi, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi bên. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, rồi. Bây giờ mình sẽ đặt một tay lên vai và chống tay. Mình sẽ nghiêng qua một bên. Ok? Rồi, 1, 2, 3. Ở đây là mình sẽ khởi động cái phần cơ lưng chéo của cái lưng và cái bụng và đùi nữa. Rồi, đổi bên. Hít, thở, xoay. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động cái đùi trước và cái bắp chuối, đưa cái đùi ra phía trước luôn. Ok, rồi ready. 1, giữ lại. 2, rồi 3, rồi 4, rồi 5. Ok, sau khi khởi động thì chúng ta sẽ tới bài Pilates Reformer. Và bây giờ là mình sẽ tập bài Pilates trên máy Reformer cho phụ nữ mang thai. Trong bài tập Pilates trên máy Reformer dành cho phụ nữ mang thai, chúng ta sẽ tiến hành 4 bài tập. Bài tập chân, bài tập đùi trong, bài tập lưng và bài tập ngực. Bài đầu tiên thì cô sẽ hướng dẫn là footwork. Và bài footwork này nó tập trung vô cái ngón chân, bàn chân, cái cổ chân và bắp chuối và đùi. Các bạn mang thai thường thường á, sẽ bị giữ nước ở cái chỗ cẳng chân. Thì cái bài footwork nó sẽ giúp cho các bạn giảm cái phần giữ nước ở cái phần cẳng chân của mình. Okay. Rồi, bây giờ hai bàn chân mình sẽ để song song với cái hông và cái đầu gối. Rồi từ đây mình hít, rồi thở thì đẩy ra. Yes. Mà em lưu ý đừng có thả cái gót chân xuống. Rồi, inhale, co lên. Rồi, exhale, đẩy. Ok, inhale, đẩy. Ok, mình sẽ tập 10 lần. Các bạn lưu ý là khi nào đẩy trên máy á, là mình tập cho cái cơ rất là nhiều để cho cái cơ đùi nó khỏe. Các bạn sẽ lưu ý là càng ngày cái cơ thể càng nặng thì cái bàn chân với cái cổ chân nó lại giữ nước. Nếu mà cái cẳng chân của mình đã bắt đầu giữ nước rồi thì mấy cái bài footwork nó sẽ giúp cho máu với tế bào xuống để giảm cái phần giữ nước của cái cẳng chân. 8 9
10. Ok. Rồi, thả lỏng. Tiếp theo là bạn Thảo sẽ tập đùi trong. Ở đây mình sẽ giữ hai cái gót. Yes, together. Rồi đẩy ra, khép hai cái đùi. Oh, yes, chính xác. Thả lỏng. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Cái bài footwork nó cũng sẽ giúp cho cái phần đùi trong và tất cả cái cơ trên cái đùi của mình nó phải khỏe, để hỗ trợ cho cái cơ thể của mình cái lúc mà mình tăng cân lên. Ok, rồi thả lỏng. Ok, bây giờ tiếp là mình sẽ tập cho cái phần cơ lưng phụ nữ. Mang thai thì cái bụng càng ngày càng lớn thì cái cơ lưng rộng nó sẽ vai trò rất là lớn để giúp các bạn đỡ mỏi cái lưng. Đầu tiên thì Thảo sẽ cầm hai cái dây, hai bàn tay, và hai cái bàn tay mình sẽ mở ra, ngồi thẳng lên. Ok, mình chuẩn bị mình hít hai cái cụ chỏ ở bên cạnh eo, rồi từ đó mình thở ra, đưa hai cái bàn tay ra phía trước, thở ra. Và cái phần kéo cái dây là cũng như là nó sẽ kéo từ cái cơ lưng ngoài vô cái cơ lưng trong. Hít vào, trở lại, thở ra. Good. Cái lúc mà tập lưng trên cái máy reformer, các bạn để ý là không có cái gì mà dựa đằng sau cái lưng, thì cái lúc đó là mình phải tự giữ, là thay vì cho nó hạ xuống là mình phải giữ. Khi nào mà giữ như vậy là mình tập cho cái cơ lực. Hít. Thở. Đúng rồi. Rồi bài tiếp thì cô sẽ tập cho Thảo là cái ngực, vừa tập cho ngực và vừa tập cho cái lưng. Rồi, hai bàn tay mình sẽ giữ cái dây. Ok, và từ đây Thảo sẽ co cái cổ chỏ. Rồi sẽ và sẽ mở ra. Yes. Khép. Rồi, thả trở về. And pull. Yes. Trở về. And pull. Ngồi thẳng lên. Trở về. Thì cái bài này nó sẽ tập cho cái phần ngực phía trên và cái cơ chính giữa hai cái xương bả vai. Ok. Rồi, thả lỏng. Mình tập được môn Pilates này là khoảng 3 tháng rồi. Và sau khi mình tập thì mình cảm nhận được rất là nhiều điều. Cái thứ nhất là dạy cho mình được cách thở, cách hít vào, cách thở ra. Cái việc thở rất là quan trọng cho mình trong khi mà sinh nở. Cái thứ hai là cái vấn đề đau lưng cũng như là cái vấn đề về cái phần mông, phần xương chậu của mình nó đã được giải quyết. Không còn cảm giác đau khi mình ngủ dậy, không còn khó khăn trong mình khi mình di chuyển. Và cuối cùng là phần giãn cơ. Ok, bây giờ mình sẽ giãn cơ nha các bạn. Rồi, Thảo, bây giờ mình sẽ ngồi thẳng cái lưng và hai cái chân ra phía trước, co ra phía trước. Ok, mình sẽ căng cái phần ngực trước thì mình sẽ để hai bàn tay ra phía sau. Rồi, em sẽ đưa cái ngực ra phía trước, mở ngực ra và nhìn lên trần, hít thở. Rồi, trở lại. Thả lỏng cái vai ra. Rồi bài tiếp là mình sẽ để tay trái lên đùi phải. Rồi tay phải đưa ra phía sau. Rồi mình sẽ nhìn ra cái vai đằng sau. Yeah. Hít thở. Giữ cho 10 giây nha. 2, 1, rồi đổi bên. Hít thở. 2, 1, rồi lỏng. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa ra một chân thẳng. Rồi, nếu mà các bạn thấy ở đây nó hơi căng á, thì các bạn co cái đầu gối cũng được. Đó. Từ đây, một tay để lên cái gối và với ra cái mũi chân. Rồi, từ đây mình sẽ
cảm giác là mình căng cái cơ của cái đùi sau, và cùng đó mình sẽ căng luôn cái lưng. 3 2 1, rồi bên kia. Ok, nghiêng ra cái cơ thể. Ok, coi lại. Cái phần tiếp là tập thở cho phụ nữ mang thai là rất là quan trọng. Thì bây giờ mình sẽ tập trung vô cái phần thở một lần nữa. Thì Nico muốn là mình sẽ căng luôn cái cổ. Ở đây em sẽ hạ cái lỗ tai bên tay phải xuống cái vai bên tay phải, nhưng mà mình không có nâng vai lên. Okay. Rồi mình giữ đó. Và ở đây mình nhắm mắt và hít thở bằng mũi. Ok, rất là sâu. Rồi tiếp qua bên kia. Yes. Mình sẽ căng cái cơ cổ ở bên tay phải. Mình lưu ý là đừng có nghiêng cái cơ thể. Ok, tiếp là mình sẽ hạ cái cầm xuống để mình căng cái cổ đằng phía sau. Ok. Và tiếp là mình sẽ là để căng cái phần cổ ở phía trước. Rồi. Và nhớ là thả lỏng vai xuống, ngồi thẳng lên. Rồi trở lại bình thường. Rồi ở đây rất là chậm, mình sẽ xoay một vòng nhé. Thì mình sẽ hạ xuống trước, rồi xoay qua tay phải. Rồi ra phía sau, xoay qua tay trái. Rồi. Ok. Vừa rồi là mình vừa mới tập cái môn Pilates trên máy Reformer. Em thấy con mệt không? Em thấy cơ thể nó được căng giãn rất là nhiều. Tại vì trong quá trình mà em đi làm thì được ngồi nhiều quá. Mà hôm nay được có bài tập với chị thì em cảm thấy rất là khỏe khoắn trong người. Ok, good. Bây giờ Nico mời Thảo uống cái món nước ép này. Em thử đi. Sao em có đoán được trong cái món nước ép này có loại trái cây nào không? Uống lúc mình nếm vô thì em thấy có vị chút xíu cay cay của mùi gừng. Và cái mùi rất là thanh của mùi táo thì em đoán đây có phải là nước ép mà kết hợp giữa táo với gừng với chanh không ạ? Chính xác. Nước ép này nó rất là tốt cho phụ nữ mang thai. Táo là có vitamin C nè. Trong cái thời gian mà em mang thai là em sẽ thấy em muốn nôn. Khi nào mà em muốn nôn thì cái gừng nó sẽ xử lý cái phần đó cho em. Em cũng cảm thấy là buồn nôn trong quá trình mà mình mang thai. Và đến tháng này là tháng thứ gần tháng thứ tư rồi. Nhưng mà cái hiện tượng nôn khan của em nó cũng vẫn còn chút ít. Thì em sẽ bổ sung thêm cái món gừng cũng như là cái món nước uống này của chị. Chị có thể công cốc thêm cho em một số cái loại trái cây nào bổ sung thêm dinh dưỡng cho em trong quá trình mang thai không ạ? Tất cả mấy cái trái cây nào mà màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu cam em ăn đều tốt. Để xem lại cái bài tập và cái cách thực hiện cái nước ép này thì các bạn nên subscribe lên YouTube hay là Facebook của ViuTV và Nutrifor. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.